Xin chào tất cả anh em đã đến với shop phụ tùng xe Trần Đạt. Thì hôm nay mình có về được cái thùng xăng 3 lỗ này anh em ạ. Rất là mới. Đây. Thì thùng xăng 3 lỗ này nói cho nhiều anh em chưa biết là nó là của xe 110 nha anh em. Của Future 1 nhá. Đó, thì cái này thì không gắn được cho rim, gắn được mà gắn được cho các dòng quay, quay Alpha, quay 110 gắn được hết nhá. Rồi anh em có thể mua về gắn cho Full 1 cũng được. Đây. Nhìn em để quay chi tiết cho anh em xem. Rất là bóng. Đó, có thể soi gương được luôn á. Đó. Rất là bóng luôn. Rất là mới. Đây, dưới đây. Cái đít thùng đây. Rất đẹp. Bên shop bán là có full dây điện này, ống này, ống xăng này, có đầy đủ anh em nhá. Có cả bát nữa cơ. Rất nhiều anh em bán thùng xăng ấy thì cũng khá là rẻ nhưng mà lại không có bát. Là cái bát này bây giờ tìm ở ngoài thị trường là rất là khó nha. Nên là mình bán, mình cố gắng mình đi kiếm những cái bát này về để gắn luôn cho anh em. Bán một bộ luôn, anh em chỉ việc về gỡ cái cũ ra và gắn nguyên cái này vô thôi. Đây, nắp đây. Nắp còn rất là đẹp nha. Hùng rất là ok, rất là nước sơn chưa chảy luôn. Đó, có thể thấy này, hai mặt rất là đẹp. Phía trước này, bát rất là đầy đủ. Có cao su luôn cho anh em nhá. Về là đúng là chúng ta chỉ việc gỡ cái cũ ra chúng ta gắn vô thôi. Tại vì nhiều anh em á thì mua cái thùng xăng này này thì chúng ta cái thùng xăng của chúng ta, xe của chúng ta xài thì tại vì anh em đi đường mưa á, trời mưa mà cái cốp nó không có kín, cũng như là cái việc mà anh em khi mà rửa xe chúng ta không chịu gỡ ra, chúng ta vệ sinh xịt sơ qua cái thùng xăng này này, chà rửa nên là lâu ngày á cái việc nước á nó sẽ đọng ở trong này, cũng như là đất nó sẽ dính vô, nó gây ra sét. À, thường những cái này này yên nó sẽ cấn vô đây này và đất nó đọng lại ở đây thì nó hay xét chỗ này đó nha. Thùng xăng rất là hay xét chỗ này và cái thùng này nó chưa, chỗ này nó chưa bị gì luôn, chưa xét luôn, là anh em biết là cái thùng này rất là gọi là khủng quá đó ha. Đây, đây còn loại màu luôn anh em. Dây điện này đầy đủ nhá, chưa gãy gặp đứt, chưa bị đứt, chưa gãy gặp gì hết. Đây, nhắc này, đúng nhắc của 110 luôn nhá. Dây điện này còn đẹp luôn. Tặng luôn cho anh em ống xăng này. Chúng ta về thì chỉ việc gắn vô thôi. Ốc bát đầy đủ đây. Nha. Thấy đây. Này còn cốt này. À khi mà anh em mua ấy, nhớ để ý là cái cốt này ở trong này nó có một cái chắn ngang qua này. Em xem qua nó còn không nhá. Tại vì không biết nhiều xe nó làm sao ấy, nó lại mất cả cái này cơ. Phải để ý. Ha. Nắp zin nhá. Đó, bát là full cao su luôn, đầy đủ cao su cho anh em nhá. Rất là đẹp, thùng này rất là đẹp luôn em ạ. Thực rất là ok. Như anh em nói là cái thùng xăng này nó ở dưới yên nó chả quan trọng. Nhưng mà đấy thì anh em thấy, một số anh em thấy vậy thôi, còn những anh em mà chơi ấy thì thùng ba lỗ, thứ nhất là thùng ba lỗ này rất là ở trên thị trường rất là ít khi có nhá. Và cái thùng đẹp như vậy thì còn ít hơn. Thứ hai là để ở dưới yên ấy, nhiều anh em nói không quan trọng, nhưng mà chơi ấy, anh em không thể nào một cái xe của chúng ta dọn rất là đẹp nhưng mà cái thùng xăng này nó cũ này thì nó sẽ không có cân xứng với cái xe của chúng ta ha. Rồi thùng này thì shop bán với giá là 800. Anh em nào có nhu cầu thì cứ gọi cho Đạt nhá. Thì cái thùng này cũng sẽ giao hàng toàn quốc cho anh em. Rất là đẹp. Hôm nay theo mình thấy rất là đẹp luôn, không biết anh em ở trong video nhìn thì thấy làm sao. Rồi cam kết với anh em là thùng này zin từ A đến Z nhá. Zin từ đầu đến cuối, về là chỉ việc gắn vô sử dụng thôi. Đã có đầy đủ bát cũng như là cao su, dây điện, ống xăng cho anh em. Về chúng ta không phải làm gì nữa hết á. Về chỉ gắn vô thôi. Rồi, nếu mà anh em nào muốn mua thì có thể liên hệ với Đạt nhá. Thùng này đã bán với giá là 800. Tiền cước có gửi đi bưu điện thì gửi đi xa để anh em chịu nhá. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip, nếu anh em thấy clip này hay thì ấn like cho video này cũng như là share cho mọi người cùng xem. Ấn đăng ký kênh của mình để xem những clip tiếp theo, những clip khác, những clip mới hơn. Mỗi ngày mình sẽ cố gắng up 1 đến 2 video để giới thiệu với anh em những cái sản phẩm mới cũng như là tâm sự nói chuyện với anh em. Nếu anh em có những thắc mắc hay gì thì cũng có thể để lại ở phần bình luận phía dưới. Ngoài ra cũng có thể liên hệ với Đạt qua Facebook, đó là Facebook Trần Đạt. Chúng ta có thể tìm thấy ở trên Facebook thôi. Chúng ta chỉ lên ấn số điện thoại của mình là nó sẽ ra ha.
Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip, hy vọng được gặp lại anh em vào những clip tiếp theo.